mà mới nói phân nhánh là khi người ta sử dụng khi nào, khi cần phân nhánh một cái mạch điện, được không? Từ chúng ta học mạch điện rồi, có mạch chính và mạch phụ, đúng không? Mạch chính, bây giờ mạch chính là chúng ta kéo dài, ta nói thẳng hoài, bây giờ chúng ta muốn phân ra một cái nhánh vô một cái phòng hay một chỗ nào đó, người ta sẽ sử dụng gì? Mối nối phân nhánh, gọi là mối nối ghẻ ha, mối nối phân nhánh còn gọi là mối nối ghẻ. Người ta sẽ phân nhánh xuống. Thì các em quan sát cái hình ha, hai cái hình này để sau này chúng ta thực hành, chúng ta lắp lắp cái mối nối như vậy nè. À, nối dây như vậy là nó chính xác thì nó đẹp. Rồi, cái mối nối thứ ba là mối nối dùng phụ kiện, là cái hộp nối. Được chưa? Hay là khi mà các em thực hành thực tế á, chúng ta không có nói, chúng ta có cái hộp này chúng ta nối, hoặc là chúng ta có thể nối dây vào các cái cầu chì, công tắc, ổ cắm ha, hoặc là phích cắm điện. Thì nói chung đó là các cái mối nối dùng phụ kiện ha, mối nối dùng phụ kiện ở đây có thể là gì, công tắc, cầu chì, ổ cắm ha, nhiều thứ, được chưa? Rồi, thì các em quan sát ha, để nối được các cái mối nối mà dùng phụ kiện thì rất dễ thôi, chúng ta dùng tua vít. Tua vít á, chúng ta dặn dặn các con ốc ha, chúng ta dặn các con ốc này, các em thấy nè, ở đây là nó có những con ốc nè, ở đây là nó bắt ốc ạ. Chúng ta ta sau này chúng ta thực hành, chúng ta làm á, mối nối thẳng và mối nối ghẻ và mối nối dùng phụ kiện. Bây giờ yêu cầu mối nối hoặc khi hoàn thành cần đảm bảo những yêu cầu gì? Ok, có bốn yêu cầu hả các em? Mối nối mà khi các em hoàn thành rồi đó, nó sẽ có bốn yêu cầu. Thứ nhất là dẫn điện tốt ha. Bây giờ dây điện chúng ta đang hoạt động bình thường, vì lý do gì đó nó bị đứt, đúng không? Nó bị đứt, chúng ta nối dây lại, thì mục đích chúng ta nối lại là để gì? Để cho nó dẫn điện tốt. Mà nối dây điện lại, bây giờ dòng điện không chạy qua, nghĩa là mấy em nối dây chưa tốt ha. Vì cái yêu cầu đầu tiên mà của mới nói là chúng ta nối xong rồi, dây điện của chúng ta nó phải dẫn điện tốt. Thứ hai, có độ bền cơ học cao. Có độ bền cơ học cao là sao? Có nghĩa là khi các em nối dây rồi, chúng ta cầm cái dây điện á, mà chúng ta giật 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 nhẹ, chúng ta giật tương đối thôi, chứ đừng có giật cái bực, giật mạnh quá. Các em giật mạnh quá cái dây điện, cái dây mà ta mua giờ vô trong trường, cái bây giờ giả tỷ như từng huy động em vô trường học mà test con đứa hai đứa F0 một cái là giáo viên rồi học sinh sẽ bị cách ly trong đó, đợi nó test cái em nào lòi ra F0, cái nó đưa lên xe, nó chở đi vô cái khu cách ly, khu điều trị á, khu bệnh viện dã chiến á, đưa vô đó cách ly điều trị trong đó. Chắc vui dữ lắm ạ. Vui không Lý? Lý ơi, thấy gì vui không? À Lý, vui không Lý? Lý mất tiêu rồi. Đây thầy. Vui không? Vậy chắc vui không? Nghĩ sao vui vậy thầy? Ừ, bởi vì thầy nghĩ lơ mơ năm nay mấy em học vậy tới 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 Tết luôn á. Không chừng qua Tết không biết mấy em có được lại quay lại trường chưa nữa. Có ai lại hỏi thăm gì vụ mà tiêm ngừa cho mấy em chưa? Lớp. Chưa. Hải Lý, có ai lại hỏi thăm gì, ghi danh sách gì tiêm ngừa gì chưa Lý? Dạ chưa thầy ơi. Chưa thấy gì luôn hả? Trời ơi. Biết bao giờ mấy em mới tiêm được tiêm ngừa mới đi học lại đây không biết nữa. Bạn Tiết về. Còn đứt nữa chứ đừng có nói mà cái dây điện nối, chúng ta sử dụng, chúng ta giật ha, giật tương đối mà chúng ta thấy nó không bị lung lay,
nó bị không bị bung bung sức cái đó, thì nó có độ bền cơ học cao, được chưa? Rồi cái yêu cầu thứ ba đó là phải an toàn điện, an toàn điện ha, mối nối xong nó phải an toàn điện. Bởi vì mối nối chúng ta biết là dòng điện nó rất nguy hiểm ha, xài rất là dễ nhưng mà sử dụng nó không cẩn thận thì nó rất nguy hiểm. Thứ tư nữa là đảm bảo về mặt mỹ thuật ha, đảm bảo mặt thực có nghĩa là cái em nối dây rồi cái mối nối chúng ta nó phải đẹp, nó gọn ha, đẹp, đảm bảo mặt thực là nó phải đẹp, được chưa? Ở nhà mấy em có thể nào dùng tu vít đồ ở nhà mấy em chắc có cây tu vít chứ gì? Lớp ở nhà mấy em có cây tu vít không? Chắc chắc tu vít, chắc thầy nghĩ nhà nào chắc cũng có một cây hai cây chứ. Kìm chắc cũng có gì. Mấy em ở nhà mấy em có thể làm được không? Mấy em có kéo đó, mấy em cắt cái dây điện ra, kiếm cái đoạn dây nào ngắn ngắn chúng ta cắt rồi chúng ta nối lại. Rồi quay cái đó, quay cái quá trình đó lại nộp cho thầy được không? Để lấy điểm 15 phút, các em chịu không? Thầy thấy nó cũng dễ á. Em thấy không ổn thầy ơi. Sao sao Thảo, sao không ổn hả? Nói đi. Nhà em không có đủ dụng cụ mà thầy nói. Bây giờ nhà nhà em có cây tu vít không? Tu vít á, tu vít thầy nghĩ chắc gia đình nào cũng có một cây hai cây chứ sao không có trời. Rồi cây kéo chẳng lẽ không có sao Thảo? Thảo bài này là thực hành nối dây dẫn điện hả các em, nối dây dẫn điện mà bây giờ sao thực hành em biết nữa, thì dạy chắc dạy lý thuyết mấy em tiếp. Mục tiêu là bài này là các em nắm được yêu cầu của mối nối dây dẫn điện, biết được một số phương pháp nối dây dẫn điện và nối được một số mối nối dây dẫn điện. Bài này ta học 3 tiết ha, 3 tiết. Bây giờ vì sao chúng ta phải nối dây dẫn điện đó, bạn nào có thể cho thầy biết ha? Bạn nào có thể cho thầy biết tại vì sao chúng ta phải nối dây dẫn điện? Vì sao, vì sao? Ánh kim chà đến khi nào mà nó phát ra ánh kim, tại vì cái lõi chúng ta làm bằng đồng đúng không, cái lõi chúng ta làm bằng đồng thì mình học rồi, dây dẫn bọc cách điện thì lõi là bằng vật liệu dẫn điện như là đồng nhôm,
chúng ta chài đến khi nào mà cái lõi chúng ta sạch mà nó phát ra ánh kim thì là mình gọi là làm sạch lõi. Tại vì mấy em thấy á, trong quá trình mà chúng ta bóc vỏ cách điện á, ở ở trường chúng ta có cái kìm mà bóc vỏ cách điện á, mấy em sử dụng cái kìm đó, mấy em bóc vỏ cách điện nó rất là nhanh mà nó rất là đẹp, nhưng mà thực tế ngoài chúng ta đâu có cái kìm đó, chúng ta sử dụng cái gì, dao chúng ta bóc vỏ, hoặc là chúng ta sử dụng kéo, hoặc là chúng ta sử dụng cái kìm, người ta xè cái mối nối, làm gì cũng được nhưng mà mối nối nó xấu và nó không đẹp, cộng thêm cái nữa là nó không có cái độ bền cơ học cao ha, thì rất là nguy hiểm. Do đó các em nhớ nha, mối nối tiếp hay còn gọi là mối nối thẳng đó, chúng ta phải nối như vậy nè, nối đúng theo cái kiểu như vậy, nối đúng như vậy thì mối nối nó rất là chắc. Cộng thêm cái nữa là khi các em hàn á, các em sử dụng cái mỏ hàn để chúng ta hàn cái mối nối này á, cho nó cho các kim loại này nóng chảy, nó kết dính lại nhau á, sau đó chúng ta quấn băng cách điện nó rất là dễ, được không? Để chú ý ha. Rồi bên đây là mối nối phân nhánh nha các em, phân nhánh chứ không phải là phân nhánh là còn gọi là mối nối ghẻ. Đây là mối nối phân nhánh, thì ở trên này là mối nối phân nhánh một lõi một một sợi ha, một sợi, còn dưới này là nhiều gì, nhiều sợi, chứ đừng có làm mối nối nó to quá. Rồi cái đây là quy trình chung nối dây thì chúng ta nắm thôi. Quy trình chung nối dây thì nó có các cái bước, đầu tiên là bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàn mối nối và cách điện mối nối. Đây là 6 cái bước chúng ta thực hành ha. Nhưng mà cái bước mà hàn mối nối này ở trường chắc có lẽ các em không không chúng ta không làm ha, bởi vì ở trường chúng ta không có mỏ hàn, không ha, chúng ta không có cái mỏ hàn để chúng ta hàn. Do đó chúng ta chỉ cần bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối và cách điện mối nối là xong, mà coi như các em đã hoàn thành rồi đó. Được chưa? Rồi cái bài tới đây thì mình ngưng ha, tại tiết sau thầy sẽ giảng tiếp, bởi vì chúng ta đâu có thực hành đâu, chúng ta còn tới 2 tiết nữa. Là thầy nói tới đây rồi, có thắc mắc gì không, có bạn nào thắc mắc gì không, có bạn nào thắc mắc gì về cái bài này thì hỏi để thầy hướng dẫn ha. Dùng tua vít chúng ta dặn các con ốc này lên, sau đó chúng ta đưa dây điện vô chúng ta dặn xuống là xong, được chưa ha. Thì đây là một số cái kiến thức bổ trợ em nắm nghe đi chứ. Alo, lớp có thắc mắc gì không? Làm sạch lỗi là làm sao thầy? Bạn hành ti, ủa ti điện thoại em làm sạch lỗi là sao? Có nghĩa là khi mà các em thấy người ta cái dây dẫn điện mình bóc vỏ cách điện đúng không? Mình bóc vỏ cách điện xong rồi á, cái dây nó cái lỗi dây á, nó còn dính dính cái gì mấy đứa? Dính ba cái nhựa đồ đó, nó chưa sạch đó. Thì chúng ta làm sạch lõi bằng cách chúng ta sẽ lấy cái giấy gáp á, giấy gáp người miền Bắc gọi là giấy gáp, người miền Nam mình gọi là giấy nhám. Giấy nhám em không? Hiểu không? Chúng ta chà cái lõi cho đến khi nào mà nó sạch hết trơn các cái đó. Thì các em biết là